Giá vàng hôm nay ngày 11 tháng 9, thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh. Thị trường trong nước, giá vàng nhẫn đảo chiều tăng trở lại so với phiên trước đó. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Chốt phiên giao dịch tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng trên 2.516 USD trên ounce, tăng hơn 9 USD trên ounce so với chốt phiên giao dịch trước đó tại thị trường này. Đứng phiên hôm qua 10 tháng 9, tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC tiếp tục đi ngang, vàng nhẫn đảo chiều tăng giá so với phiên trước. Cụ thể, giá vàng miếng SJC trên thị trường đứng quanh mức 78,5-80,5 triệu đồng trên lượng, ở chiều mua bán, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng. Giá vàng SJC tại tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mua, bán ở quanh mức 78,5-80,5 triệu đồng trên lượng, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng. Giá vàng SJC tại công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 78,5-80,5 triệu đồng trên lượng, ở chiều mua bán, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 77,33-78,48 triệu đồng trên lượng ở chiều mua, bán, tăng 60.000 đồng trên lượng chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán là 1,5 triệu đồng trên lượng. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11 tháng 9 được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15 giờ ngày 5 tháng 9 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 353 đồng trên lít, xuống còn 19.979 đồng trên lít. Xăng RON 95 giảm 282 đồng trên lít, xuống còn 20.827 đồng trên lít. Dầu hỏa giảm 341 đồng trên lít, xuống còn 18.724 đồng trên lít. Giá lúa gạo hôm nay ngày 11 tháng 9 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng 200 đồng trên kg với một số loại gạo. Cụ thể, hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng trên kg, gạo jasmine 18.000-20.000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 20.000 đồng trên kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000-16.000 đồng trên kg, thơm thái hạt dài 20.000-21.000 đồng trên kg. Còn lúa IR50.404 có giá ở mức 7.600-7.900 đồng trên kg, lúa đài thơm 8 ở mức giá 8.300, lúa om 5.451 ở mức 8.200 đồng trên kg, lúa om 18 có giá 8.300, lúa om 380 dao động 7.600-7.800 đồng trên kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé!